Các bạn ạ, do tôi nói chuyện nhiều quá mà trong khi đấy là con tôi đang bú ti vợ tôi, thế nhưng mà trong khi đấy một tay một mồm, mồm miệng con tôi thì bú ti, còn một tay thì túm tóc. Tài các bạn nhìn nhá, tay túm tóc luôn này, đấy thành một rãnh luôn đấy, tay túm tóc này, một tay túm tóc này, một tay đang bú ti này, làm xanh điệu không? Kiểu xanh điệu không đấy, nó cũng xanh điệu luôn đó con ạ. Đây tôi đóng khố nó bỉm với con tôi này. Đây tụi tao nói chuyện, thấy tôi nói chuyện phát là mẹ là nó không thèm bú luôn, nó không thèm bú luôn, không cả thèm bú luôn.